ngay cả khi có ý định làm việc và học ngành không liên quan trực tiếp đến lập trình, thì kỹ năng này vẫn được coi như một kỹ năng hữu ích. Nó thể hiện rằng bạn là người chăm chỉ, có tư duy và thông minh. Học cốt giúp bạn tăng cao khả năng tổng hợp và thu nhận dữ liệu một cách logic, từ đó có khả năng xử lý vấn đề khoa học đơn giản hơn, phát triển kỹ năng sáng tạo trong tư duy và xử lý những vấn đề mới trong quá trình phát triển dự án. Công nghệ thông tin vẫn sẽ là một trong những ngành nghề phát triển và thống trị trong thời đại công nghệ số như này. Mức thu nhập của ngành công nghệ thông tin rất cao so với mặt bằng chung các ngành nghề khác. Liên hệ ngay cho chúng tôi hoặc truy cập vào link phía dưới để biết thêm thông tin chi tiết. Nếu cảm thấy hữu ích, hãy like và follow IELTS.